Đối thủ mạnh nhưng tôi hy vọng các cầu thủ có thể làm được những gì mà chúng tôi đã chuẩn bị. Huấn luyện viên Chusier nói về mục tiêu chuyên môn của đội tuyển Việt Nam trong 3 trận giao hữu tháng 10. Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc lần lượt là 3 đối thủ của huấn luyện viên Chusier và các học trò trong loạt trận quốc tế này. Đây là những đội bóng mạnh, có thứ hạng cao hơn đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Trước những đối thủ mạnh, đội tuyển Việt Nam khó thắng. Điều huấn luyện viên Chusier mong muốn là các cầu thủ thực hiện đúng ý đồ chiến thuật, chơi bóng theo phong cách mà ông mong muốn. Nhà cầm quân người Pháp cũng không lo ngại những sai sót xảy ra. Huấn luyện viên Chusier tôi nhấn mạnh nữa là về cách chơi. Các cầu thủ phải làm thế nào để tạo cơ hội mở càng nhiều càng tốt, kết nối một cách nhịp nhàng, chúng ta cần có những điểm tích cực. Tôi cũng lo lắng về kết quả vì cả 3 đối thủ sắp tới đều mạnh hơn đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sai số là điều tôi mong chờ. Những điều đó bộc lộ ra, chúng ta mới có cơ hội sửa chữa, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam nói. Đội tuyển Việt Nam từng thắng Trung Quốc trong lần gặp nhau gần nhất trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, huấn luyện viên Chusier nhấn mạnh rằng đội bóng của quốc gia tỷ dân vẫn được đánh giá cao hơn, là sản phẩm của nền bóng đá tốt hơn so với Việt Nam. Khi đội tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, tôi hiểu các trận đấu với đối thủ này đều đặc biệt quan trọng. Chúng tôi nghiên cứu về đối phương, phân tích điểm mạnh của đội tuyển Trung Quốc. Trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Trung Quốc hơn đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Chusier nói và nhấn mạnh thực tế vị thế của bóng đá Việt Nam so với Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan. Ông nói thêm,